hơi sụi khoảng 5 vòng. Nó đậm đà một tí chứ không phải để nông nông ở trên. Nó có tác dụng nó điều tiết cả độ phòng dày của thủy tinh thể. Xong bắt đầu đặt tay lên, lên trên kiểu như nó ở phía trên này này. Điều tiết cái độ phòng dẹp của thủy tinh thể. Nó là bám ở sát ở phía dưới của hốc mắt này. Dây này thành những cái vòng vòng tròn nhỏ, bé tí bé tí bé tí bám theo đường vừa dưới của xương hốc mắt này. Cái này nó hơi có thể nó hơi đau đau một tí, nhưng mà sau người ta cảm giác là thóc rất là thông mắt. Kém mình có thể dây thêm vào này, đầu lông mày, giữa lông mày, đuôi lông mày, vào vùng lỗ ở đây, vào vùng đuôi mắt đây, lại vào vùng lỗ đây, vào cái vùng lỗ đây, bám ở phía dưới của là đầu con mắt này khoảng là 1,5 đến 2 cm, cái này là nó điều tiết tuyến lệ.